Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn trồng một cái cây mai các bạn ơi. Thì ở đây mình có cây mai này, hôm nọ mình mua nè. Cái cây mai này nó có cái quai sách nó cũng lạ lắm các bạn. Nè bạn thấy không? Anh đã đúng cái quai sách luôn. Thì mình mua cây mai này là cái ý tưởng của mình. Thì mình cắt xác ở đây. Các sáng đây là sau này mình sẽ ghép một mắt vô đây, rồi mình uống ra như cái dồi nhạo các bạn, như cái dồi của cái bình tích vậy đó. Tưởng tượng đây là cái bình tích của cái quai sách nữa mà. Thì bây giờ cái cây này người ta đã trồng, người ta uống sẵn rồi, nó có cái quai sách rồi. Thì bây giờ mình thấy cũng lạ lạ rồi mình cắt ra, mình ghép vô nó như là cái bình tích thực sự luôn. Đó, ý tưởng của mình là vậy. Giờ mình cắt xác ở đây. Đó, thì bây giờ mình sau khi mình cắt xong đó, thì mình dùng cái chậu này. Đó, cái chậu trái bằng này nó cũng cạn thôi, mình trồng vô để tại sao mà mình xách nó lên đó thì nó không có bị ruột cái chậu ra các bạn. Tại vì cái chậu trái bằng này thì nó bầu bầu, cái miệng nó ốp lại. Ra mình định lấy cái chậu này để trồng, sau này mình nắm qua mình xách thì nó không rớt ra các bạn. Thì cái này đúng ra là mình có một cái bình tích hay cái gì đó mình bỏ vô thì nó hay hơn, nhưng mà ở đây giờ mình không có rồi. Thì có lẽ anh bỏ vô cái chậu này. Thì các bạn xem cho vui ha. Các bạn thấy có lạ không? Mình thì mình thấy nó lạ dữ lắm các bạn. Ở đây cũng vô tình mình đi mua cây mai mà nó lại cái anh này chồng anh uống có cái quai sách vậy nè. Mình ý tưởng của mình là uống cái dồi nhạo ở đây. Rồi sau này nó có một cái tán ở ngoài thôi. Ở trên thì có cái quai vậy đó nữa, mình xách cho nó gọn các bạn. Nó buồn buồn thì xách đi vòng vòng chơi cũng được các bạn ơi. Để mình trồng rồi, xong rồi mình ghép. Rồi nó lên rồi mình uống nó giống như cái dồi nhạo đó, như là cái dồi của cái bình tích vậy các bạn. Chỉ uống đơn giản vậy thôi, rồi ra cái dồi xong rồi ở ngoài cái dồi đó mình mới uống một vài nhánh sơ sơ thôi, cho nó có cái vài cành thôi, tượng trưng cho cái dồi thôi các bạn ơi, chứ không có uống nhiều đâu. Thì ở đây mình cũng sẵn có rêu nè. Rêu này hôm nọ mình có quay cái clip mình đi lấy rêu đó, thì sẵn có đây mình đắp lên luôn, nhìn cho nó đẹp. View này thì nó sống bền lắm bạn, nó mình đắp lên đây thì có thể nói là nó sống hoài luôn á. Nó già thì nó cũng cỗi đi, nhưng mà nó sau khi nó già nó chết rồi nó sẽ mọc lại cái mới nữa các bạn ơi. View nó vậy đó, mà mình chỉ đắp lên một lần là mình xài hoài luôn á. Thì thường là cái chậu mà mình trồng xong để dụ như lũi thì nó không đẹp lắm. Thì sẵn có rêu mình đắp lên thì nhìn nó rất là đẹp các bạn. Này lại nó giữ ẩm cho cây của mình đó. Thành ra cái cây mới trồng thì mình đắp cái rêu này lên, mình để trong mát nữa thì nó sẽ giữ ẩm cho cái cây của mình. Thì cây mai này nãy mình nhổ ra cũng mình lấy đất ra bớt rồi, còn lấy ít à. Thành ra cây mai này cũng phải để trong mát rồi phải chăm sóc nó đặc biệt cho nó các bạn ơi. Thì để hôm nào mình làm cái clip chuyên về chăm sóc cây mai, rồi là bón phân, rồi là thuốc xịt chăm sóc cây mai, thì hôm nào mình sẽ làm một cái clip để các bạn xem. Thì sau khi mình đắp rong xong thì bây giờ nó về nè các bạn, xem có lạ không, nó giống cái bình tích không. Thì mình tạm gọi cái cây mai này là cây mai bình tích nha các bạn. Thì các bạn nào có cái ý tưởng mà đặt tên cho cây mai này thì
gì đó thì cũng nên góp ý kiến cho mình ha. Còn mình thì giờ mình thấy nó lạ lạ, mà ý tưởng thì giống như mình tích đó. Mình tính ghép lên là mình cho nó một cái dòi ra đây, mình làm một cái tán nhỏ ngoài đây nè các bạn. À, ghép ở đây sẽ ghi lên đủ cong ở xuống đây đó, quất xuống đây rồi mình đưa lên. Mình chỉ làm một cái tán nhỏ ngoài thôi, thì cái này là mình dùng cái mai đại lộc mình ghép vào ngay. Mai đại lộc thì nó rất là xài bông, mình chỉ cần có nhánh là có bông thôi. Nè các bạn thấy đây, hồi xưa là cái anh này anh trồng là anh uống vô đây, anh ghép vào đây cứng ngắc luôn, dính thành cái quai luôn rồi, nó dính liền luôn nha các bạn. Đó thì sau khi mình trồng xong rồi, bây giờ mình dùng cái bo của mai đại lộc các bạn ơi, mình ghép luôn. Thì mình dùng cái bo này nó cũng tương đối là non các bạn, thì mình ghép cái luôn. Ở đây thì mình ghép cái cách này thì nó hơi khác hơn mỗi lần mình ghép các bạn. Tức là khi mà mình tách cái vỏ của cái gốc ghép á, là mình chỉ tách một đường nữa các bạn ơi. Thay vì mình tách hai đường mình cậy cái da nó ra, bây giờ mình tách một đường thôi. Mình tách một đường thôi thì cái miếng da nó vẫn còn nguyên, đó là mình dắt nó vô rồi mình quấn lên thôi. Thành ra cái này là cũng một cái cách là nó hơi khác hơn lúc trước mình làm. Thứ hai nữa là cái bo thì mình chỉ cắt một hoặc hai mắt thôi các bạn ơi, không cần cắt nhiều lắm đâu. Thì ở đây thì mình dùng cái dây cái ni lông này mình quấn, thì cũng không đúng cái ni lông mà để người ta chuyên ghép mai đó các bạn. Cái loại này là cái loại để mà mình quấn dụng cụ đồ để cho nó quấn nó dính, cái này là gọi là băng tự dính các bạn, băng ni lông tự dính đó. Cái là mình quấn vô xong thì nó tự dính lại. Thành ra cái tự dính này mà mình để mình ghép cây thì nói chung cũng được, chứ không, nhưng mà nó hơi khó làm, cái thao tác rất là khó các bạn, tại vì nó dính rồi. Thành ra mình quấn nó cũng khó, mà lại là mình khi mà nó dính vô là mình gỡ ra cũng khó các bạn. Thành ra cái này thì nói chung là làm được thôi, chứ thực sự nó không có dễ, cái thao tác nó không dễ như là cái dây chuyên mà để ghép cây. Thì để hôm nào mình tìm cái đó, tại mình hôm bữa mình cũng có tìm nhưng mà chưa có, để hôm nào mình tìm có cái loại mà băng mà chuyên ghép cây các bạn, nó không có dính đâu. Nhưng mình kéo thì nó giãn rất là giãn, mà nó mịn nữa, rất là dễ thao tác. Còn cái này các bạn thấy không, này nó dính nè. Thì khi mà mình kéo giãn rồi mà mình muốn bung ra để mình quấn thì nó hơi khó tí. À, các bạn thấy nó dính không? Cái đâu thì dính đó. Mình ra cái này thì ý của mình muốn làm là nó không có dính, càng dính là càng khó làm các bạn ơi, cái thao tác rất là khó. Nhưng mà mình cái này đó thì nếu mà mình dùng mà để mà mình ghép mà để chặt cho nó chặt ở dưới cái phần ghép thì rất là dễ làm. Nhưng mà vừa ghép mà vừa chặt ở dưới mà vừa lại quấn luôn cái mắt ghép, cái bo ghép đó, thì là nó hơi khó. Ở đây thì cái cách mới này thì mình ghép mà quấn luôn cái bo ghép luôn các bạn. Thành ra nó dùng cái này thì nó hơi khó làm hơn tí. À, thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo. Xin chào.